thu gọn đối tượng không chịu thuế, bổ sung quy định cụ thể 3 nhóm hàng hóa không được áp dụng thuế suất 0%, không áp dụng thuế suất 5% đối với các loại nước uống đóng chai, đóng bình và các loại nước giải khát khác là những vấn đề đáng chú ý tại dự án luật thuế giá trị gia tăng sửa đổi. Đây cũng là các nội dung được các đại biểu cho ý kiến tại phiên họp thứ 32 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội. Trong tờ trình dự án luật thuế giá trị gia tăng sửa đổi đã thu gọn đối tượng không chịu thuế, bảo đảm tính minh bạch, dễ hiểu, dễ thực hiện và đồng bộ thống nhất với pháp luật chuyên ngành. Dự án luật đã sửa đổi tên một số nhóm hàng hóa dịch vụ, sửa đổi quy định rõ một số nhóm hàng hóa dịch vụ không chịu thuế giá trị gia tăng, sửa đổi quy định đối với một số nhóm hàng hóa dịch vụ với mục tiêu minh bạch chính sách, chuyển một số nhóm hàng hóa dịch vụ sang đối tượng chịu thuế giá trị gia tăng để phù hợp với thông lệ quốc tế và tránh hiệu ứng tăng giá thành. Bên cạnh đó, dự thảo luật vẫn giữ nguyên 26 nhóm hàng hóa dịch vụ thuộc đối tượng không chịu thuế giá trị gia tăng, nhưng đã thu hẹp các hàng hóa dịch vụ trong 26 nhóm này. Theo đó, bỏ 12 loại hàng hóa dịch vụ thuộc đối tượng không chịu thuế giá trị gia tăng, bao gồm phân bón, máy móc, thiết bị chuyên dùng phục vụ cho sản xuất nông nghiệp, tàu đánh bắt xa bờ, lưu ký chứng khoán, dịch vụ tổ chức thị trường của Sở Giao dịch Chứng khoán hoặc Trung tâm Giao dịch Chứng khoán, dịch vụ bưu chính công ích, dịch vụ viễn thông công ích, dịch vụ Internet phổ cập theo chương trình của Chính phủ, dịch vụ duy trì vườn thú, dịch vụ duy trì vườn hoa công viên, dịch vụ duy trì cây xanh đường phố, dịch vụ chiếu sáng công cộng. Cũng trong chiều nay, phiên họp thứ 32 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã bế mạc. Phiên họp đã cho ý kiến với hai nhóm vấn đề chính. Cho ý kiến vào chương trình xây dựng luật pháp lệnh năm 2025, điều chỉnh chương trình xây dựng luật pháp lệnh năm 2024. Đồng thời, Thường vụ Quốc hội cũng thảo luận kỹ lưỡng, xem xét cho ý kiến với 6 dự án luật trình Quốc hội xem xét cho ý kiến lần đầu tại kỳ họp thứ 7. Thưa quý vị, tiếp tục chương trình phiên họp 32 Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về báo cáo kết quả thực hiện chương trình giám sát năm 2023 và những tháng đầu năm 2024. Dự kiến chương trình giám sát năm 2025 của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội. Báo cáo kết quả thực hiện chương trình giám sát năm 2023 và những tháng đầu năm 2024 cho thấy hoạt động lấy phiếu tín nhiệm được tiến hành cẩn trọng, bảo đảm nghiêm túc theo quy định của pháp luật. Kết quả lấy phiếu tín nhiệm giúp cho những người được lấy phiếu tín nhiệm thấy rõ mức độ tín nhiệm của mình để có phương hướng tiếp tục rèn luyện, nâng cao năng lực hiệu quả công tác, đồng thời là một kênh thông tin quan trọng để các cơ quan có thẩm quyền xem xét, đánh giá cán bộ. Với hoạt động chất vấn và trả lời chất vấn tại kỳ họp Quốc hội, phiên họp Ủy ban Thường vụ Quốc hội, các vấn đề chất vấn được lựa chọn bám sát thực tiễn, đúng trúng những vấn đề nóng, đáp ứng yêu cầu, nguyện vọng của cử tri và nhân dân cả nước. Tại phiên họp, sau khi xem xét, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã biểu quyết, quyết định chọn hai chuyên đề giám sát trong năm 2025, một chuyên đề để Quốc hội giám sát tối cao và một chuyên đề do Ủy ban Thường vụ Quốc hội thực hiện. Chuyên đề 1 là việc thực hiện chính sách pháp luật về bảo vệ môi trường và chuyên đề 2 là việc phát triển và sử dụng nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế xã hội, nhất là nhân lực chất lượng cao. Theo dự kiến, Quốc hội sẽ thông qua chương trình giám sát năm 2025 tại kỳ họp 7 vào tháng 5 tới.